Xin chào các bạn, quay trở lại với series Giáo viên có tâm cùng Bunny. Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm dạng bài multiple choice trong quyển Cambridge 11 Test 4 Practice 2. Vậy thì ở đây thì dạng bài multiple choice là sao? Đó là chúng ta sẽ có những câu như thế này và có các đáp án từ A, B, C và D. Chúng ta sẽ xem đáp án nào là đáp án đúng nhất. Và trong một bài multiple choice thì thường nhất là chúng ta sẽ có từ 3 đến 6 câu. Trong trường hợp này chúng ta sẽ có tận 5 câu lận. Vậy thì trước hết chúng ta sẽ có các bước làm như thế nào? Thứ nhất là chúng ta sẽ phải tìm, đúng không ạ? Giống như các dạng bài khác thì mình phải tìm xem thông tin của những cái câu này thuộc bài nào, đoạn nào trong bài đã. Vậy thì trước hết là chúng ta sẽ thấy là first paragraph, tức là khổ đầu. Xong lúc sau nhìn qua là có khổ 3, đúng không ạ? Vậy thì mình đoán thử xem đây có phải khổ 2 không? Đây là một người tên là có chữ H và chữ B đứng đầu. Vậy thì mình xem lại thử ha. Đấy, vậy thì cơ đầu tiên là cỡ khổ 1 này. Đấy, khổ 3 này. Khổ 2 là có cái người đây rồi. Chữ H và chữ B mình tính lướt rất là nhanh. Và đây chính là khổ 2. Tiếp theo nữa là đến cái chỗ này, bring up babies 1, 2, 3, đến đây có phải khổ 4 không? Chuẩn rồi, đây chính là khổ 4. Đấy. Và tiếp theo nữa là click. Đấy, click thì nó sẽ là khổ 5. Đấy. Như vậy là mình thấy là đây là thuộc các khổ liên tiếp. Vậy thì càng sướng đúng không ạ? Vậy thì đây là chúng là một cái đặc điểm của bài. Là thường thì thông tin thuộc các khổ liên tiếp. Rồi, tức là sao? Thường thì đây lại là khổ 1 thì đây sẽ là 2, 3, 4, 5. Hoặc đây là khổ 5 thì là 6, 7, 8, 9. Chẳng hạn như vậy. Tức là nó sẽ liên tiếp và vì vậy các bạn không quá là mất công tìm. Tìm được một cái thì những cái sau nó cứ tiếp tục thôi. Còn trường hợp khác, đó là trường hợp mà các đoạn đấy khác nhau thì sao? Ví dụ đây khổ A này, đây khổ D. Đấy, đây khổ E chẳng hạn. Thì như vậy là sẽ tạo ra một số khổ ở giữa. Ví dụ khổ B và khổ C không thuộc vào những cái câu này. Thì những bài đấy nó sẽ thuộc dạng bài hơi khó hơn một chút. Tại vì các bạn sẽ thường là đọc nó không liền mạch ấy. Đó. Vậy thì ok, mình chuyển sang cái bước tiếp 2, đó là bước hiểu đi. Hiểu đây thì có rất nhiều bạn hỏi mình là bây giờ chính thức mà mình quyết định được là ok, đọc khổ 1 để làm câu 14 chẳng hạn này, thì mình nên đọc bài trước hay là đọc câu hỏi trước. Đấy, thì mình có một cái đặc điểm nữa mình cũng khuyên các bạn, đó là bước cái này ấy, thì theo kinh nghiệm của mình ấy, là các bạn đọc bài trước rồi sau đó mới làm tức là đọc câu hỏi đó. Tức là sao? Các bạn sau khi các bạn xác định được đây là khổ 1, 2, 3, 4, 5 thì các bạn quên cái tờ này đi. Các bạn chỉ làm việc trên cái bài tập của chúng ta trước. Chúng ta đọc hết cái khổ này rồi chúng ta mới quay sang đây, chúng ta chọn đáp án ABCD. Bởi vì nếu như vậy thì các bạn sẽ sang đây, các bạn tự thấy 2 trong 4 câu này nó sai sẵn luôn. Và sau đó là mình chỉ xem 2 câu còn lại thì nó sự khác biệt là gì và mình kết luận rất là dễ dàng. Đấy. Còn nếu các bạn làm ngược lại từ câu hỏi sang bài, các bạn sẽ thấy rất là dối. Đấy, tại vì các đáp án đây có 3 cái sai, một cái đúng, mà các bạn sau khi đọc cái này xong mới chuyển sang bài thì chúng ta lại phải quay lại đây, nó quá nhiều, mất quá nhiều thời gian và nó quá nhiều cái vấn đề phải suy nghĩ. Và vì vậy bây giờ mình sẽ thử áp dụng thêm ha. Vậy thì trước hết chúng ta quên tờ này đi, chúng ta làm việc trên cái tờ bài đọc như này. Bài đọc chúng ta là An Introduction to Film Sounds, đúng không ạ? Tức là giới thiệu về cái âm thanh trong bộ phim. Như vậy khổ đầu tiên chúng ta là though, đúng không ạ? Mặc dù là chúng ta có thể nghĩ về một bộ phim như là một cái này, cụm danh từ dịch từ dưới lên, như là một cái trải nghiệm này về mặt hình ảnh rất là làm sao đấy, thì chúng ta cũng đồng thời không thể nào cannot afford to, có nghĩa là afford có nghĩa là chúng ta có thể chi trả, thì chúng ta không thể nào chi trả cho cái việc, tức là chúng ta không thể nào mà underestimate, under là dưới này, estimate là ước tính, tức là ước tính dưới có nghĩa là chúng ta đánh giá thấp cái vai trò của âm nhạc. Đấy, tức là ngoài hình ảnh ra chúng ta còn phải quan trọng đến về âm thanh nữa. Và một cái soundtrack, một cái nhạc trong phim mà nó ý nghĩa ấy, thì nó cũng làm sao đó cứ như là cái hình ảnh ở trên cái màn ảnh. Tức là cái âm thanh thì nó cũng làm sao đó. Thật ra từ này có nghĩa phức tạp nhưng không quan trọng bằng việc là SS, đúng không ạ? Tức là cái này nó cũng làm sao đó như là cái hình ảnh trên màn ảnh vậy. Và nó đồng thời cũng là một cái trách nhiệm của cái người đạo diễn. Một cái soundtrack đấy, thì nó bao gồm là có 3 thành phần. Thành phần đầu tiên ấy, là cái human voice đấy. Thành phần thứ hai là sound effects. Và thành phần thứ ba là music, đúng không ạ? Và những cái này ấy, thì nó được mix vào với nhau, được trộn với nhau và được cân bằng để tạo ra được cái hiệu ứng cần thiết. Cái mà đến về mặt nó thì nó sẽ tạo ra những cái hiệu quả mong muốn. Và những cái chủ đề mà nó liên quan tới, đề cập tới ba cái bên trên á, thì sẽ được đề cập dưới đây. Nó bao gồm dialogue này, cái gì đó,
và cái này, tức là nó sẽ đề cập đến bốn cái này, và bốn cái này là những cái topic mà nó liên quan đến ba cái này. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ quay sang bài đây ha. Câu 14 đó là tác giả muốn nói về cái điều gì trong khổ 1 này. Đó là thứ nhất là cái người đạo diễn thì nên lập kế hoạch cho cái soundtrack này từ phần đầu của bộ phim. Chúng ta có thấy là người ta nói là phần đầu hay phần cuối của bộ phim không? Người ta chỉ nói là ok cần thôi, đúng không ạ? Vậy thì câu này sẽ là sai đi ha. Tiếp theo nữa là nó sẽ là rất là sai lầm nếu chúng ta overlook cái sự tầm quan trọng của cái tính tầm quan trọng của âm thanh trong tính nghệ thuật của phim. Như vậy ở đây mình sẽ thấy là rất là wrong, đúng không ạ? Rất là sai thì nó sẽ khá là giống với phần là cannot afford, đúng không ạ? Nó không thể nào. Overlook thì nó có thể, nếu mà câu này đúng ha, thì nó sẽ bằng từ underestimate. Tuy nhiên ở đây mình có sure là được, mình có chắc chắn được là cái từ overlook nghĩa là bằng từ underestimate không nhỉ? Không biết nữa. Thôi, làm tiếp đi. Câu nào sai rõ ràng thì mình chốt luôn, còn câu nào mà chưa rõ thì mình đọc tiếp. Cái ngành công nghiệp âm nhạc thì nó có ảnh hưởng quan trọng đối với cái âm nhạc trong phim. Vậy thì ở trong cái bài này người ta có nói về music, đúng không? Có nói về cái âm nhạc. Tuy nhiên thì người ta có nói về ngành công nghiệp âm nhạc không? Quá lớn đúng không ạ? Không, không có đâu. Người ta không hề nói về cả cái ngành công nghiệp. Ok. Tiếp theo đó là rất quan trọng cho những người mà làm việc trong cái âm thanh của một bộ phim ấy, để có một cái trách nhiệm sâu là duy nhất, họ chạy chịu trách nhiệm duy nhất, tức là được hay không là chính là chỉ do những người này thôi. Thì ở đây người ta có nói về trách nhiệm, nhưng người ta có nói đây là cái được duy nhất không? Không, đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ thấy là ba đáp án mình đã loại được rồi thì chỉ có mỗi đáp án B thôi. Đấy. Bây giờ mình sẽ xem nhá. Nên có trường hợp mà bạn đấy, các bạn mà không biết cái từ overlook thì cũng không sao, tại mình có thể loại được ba kia đi thì mình vẫn suy ra là B đúng. Đó chính là sự kỳ diệu của multiple choice, đúng không? Vậy thì ở đây cái từ overlook chính xác nó có nghĩa là gì ạ? Hạ thấp, coi thường. Thì nó chính xác, nó bằng từ underestimate bên này. Đấy, và vì vậy chúng ta sẽ khoanh đáp án là B. Ok, chuyển sang câu 15. Câu 15 là khổ 2 đúng không ạ? Khổ 2 mình sẽ đọc ha. Let's start with dialogue, đúng không ạ? Bắt đầu với những đoạn hội thoại. Thì giống như cái trường hợp mà liên quan đến kịch ở trên sân khấu, thì cái đoạn hội thoại ấy, thì nó phục vụ đấy, nó có vai trò là kể một câu chuyện và thể hiện cái feelings, nó thể hiện cái cảm xúc này và cái động lực của cái người nhân vật. Và thường nhất thì cái tính cách nhân vật hóa trong phim ấy, thì cái người xem người ta sẽ cảm thấy rất ít hoặc thậm chí là không có sự khác biệt giữa cái người giữa cái nhân vật và cái người diễn. Vì vậy nên là ví dụ như cái ông này, ông đóng cái vai này trong bộ phim, thì cái tính cách trong phim với tính cách ngoài đời của ông ấy thì merge giống nhau. Và vì tức là người ta kiểu như ngoài đời người ta sống như vậy sẵn rồi, nên là người ta vào phim gần như người ta không phải diễn á. Và đó có lẽ là chính là lý do là cái chất liệu của cái giọng nói của ông này đã cung cấp, đã làm rõ, cung cấp thêm vào cái yếu tố của cái nhân vật trong phim. Ok, vậy mình quay lại đây luôn. Quay lại đây mình thấy là tầm quan trọng của cái việc là actor và characters có cái similar personality, tầm quan trọng của việc là giữa diễn viên và cái nhân vật trong phim thì có cái tính cách giống nhau, cũng hợp lý nhỉ. Ok, next đi, sang câu khác. Cái người người xem, nguyện vọng của người xem là cái người diễn viên, người ta phải có được cái sự phù hợp về mặt visual, là cái hình ảnh, sự phù hợp về ngoại hình đi, cho cái vai diễn của người ta. Ở đây mình thấy là cái bài này, cái khổ vừa đọc thì có cái gì liên quan đến mong muốn của tác giả không? À, mong muốn của khán giả không? Không, đúng không ạ? Hoàn toàn người ta không nói gì về mong muốn của khán giả ở đây. Người ta, khán giả gần như là bị động dựa theo những cái hiệu ứng của trong phim thôi. Ok, vậy thì sẽ không phải. Câu C đó là cái giá trị của việc cái người diễn viên người ta có cái similar feelings, đúng không? Tức là có cái cảm giác tương tự như cái nhân vật trong phim. Như vậy là câu A và câu C khá là giống nhau rồi đó, đều là similar cả. Tuy nhiên thì một cái là personalities và một cái là feelings. Thôi tính sau đi ha. Câu D đó là cái mong muốn, cái sự yêu thích của cái người xem đối với những cái đoạn hội thoại mà nó càng thật càng tốt. Ở đây again, đúng không ạ? Nó giống câu D. Câu D giống câu B, đó là hai cái này đều không đề cập đến việc, cái đoạn này không đề cập đến việc là cái khán giả người ta thích cái gì. Bởi vậy nên là B và D là sai. Mình chỉ còn mỗi A và C thôi. Trong A và C này thì mình phải chọn giữa personalities là tính cách và feelings là cái cảm giác, cảm nhận, cảm xúc, đúng không ạ? Thì mình sẽ quay lại đây. Đấy, thì cái mà khiến cho cái bộ phim thành công về mặt dialogue là cái gì ạ? Đấy, ví dụ như này, đấy thì là cái personality trong phim và personality ngoài đời nó giống nhau.
Ok, vậy thì đáp án của mình sẽ là gì nhỉ? Là A đúng không ạ? Về feeling thì nó chỉ không phải mà chỉ là personality đúng. Tiếp theo sang khổ 3. Mình sẽ xem đó là cái chất liệu của giọng nói thì nó phù hợp với cái gì đó của người diễn và cái gì đó chắc là cái personality giống personality hả? Nhìn chung là cái tính cách thì nó emerge với là hòa quyện với nhau. Khi mà cái ở đây nó có sự phù hợp giữa hai cái với nhau thì ở đây nó cũng tính giữa hai cái nhân vật và cái người diễn nó cũng dựa vào nhau. Và cái người xem người ta sẽ không nhìn thấy một cái người diễn viên đang làm việc mà sẽ nhìn thấy một con người đang vật lộn với cuộc sống. Và nó rất là quan trọng là chúng ta thấy được cái sự làm sao đó để cái đoạn hội thoại của chúng ta được sử dụng. Và cái mức độ của đoạn hội thoại được sử dụng thì nó sẽ khác nhau giữa các phim. À, tức là sao? Tức là các phim A thì nó sẽ sử dụng nhiều hội thoại, phim B thì dùng ít hội thoại chẳng hạn. Đấy, nó dựa vào phim ha, vary dựa trên phim. Và ví dụ như là có một bộ phim rất là thành công, bộ phim khoa học viễn tưởng thành công năm 2001, thì rất ít hội thoại được sử dụng. Đó, rất ít hội thoại. Và nó gần như là làm sao đó hoặc là không có interest, là cái sự yêu thích. Đấy. Intrinsic, in thì có nghĩa là cái gì đó bên trong rồi đấy, ít cái gì, ít cái sự yêu thích bên trong gì đó. Và trong cái phim này á, thì cái người làm phim người ta đã khắc họa được cái ông này trong cái bộ phim như này bằng cái việc là không đầy đủ cái phản ứng của con người khi mà so sánh với sự này, với cái sự đẹp đẽ thần bí kinh kiểu như là rất là đẹp của công nghệ tạo nên bởi con người, và thứ hai nữa là cái sự vẻ đẹp của vũ trụ. Giờ nãy giờ không hiểu lắm đâu. Thôi cứ quay lại đây đã. Ok, câu 16 này. Chúng ta đã thấy là audience, cái người xem á, người ta có khả năng cao là người ta sẽ critical. Là sao nhỉ? Critical nó nghĩa là phản biện đúng không? Người ta sẽ phản biện nếu như mà cái dialogue mà nếu như mà nó không phản ánh đúng với lại cái kinh nghiệm của họ. Cái này mình hiểu như nào nhỉ? Tức là có một số, ví dụ phim Hàn Quốc chẳng hạn, một số phim Hàn Quốc mình xem phim thì mình thấy giả sử như ở ngoài đời á thì cái khả năng mà vừa máu trắng lại còn vừa ung thư rất là thấp. Đúng không? Máu trắng đã thấp, ung thư đã thấp, vừa máu trắng vừa ung thư đã thấp. Tuy nhiên xem phim Hàn Quốc thì gần như là diễn viên nào cũng thế chẳng hạn. Thì mình thấy là cái experience của cái phim á thì nó không reflect cái experience của cái người xem, và vì vậy nên người xem thường sẽ chê bai hoặc là có rất nhiều ý kiến trái chiều là vì vậy. Và đây chính là cái ý của tác giả là cái câu này, nó đúng thì nó phải như vậy. Nhưng ở đây thì mình có thấy là có cái critical này không nhỉ? Đấy, không có, không có critical, cũng không có cái do not reflect on experience. Câu B này là cái đoạn hội thoại trong phim á thì nó có vẻ như là hơi bị đụt, hơi bị ngớ ngẩn một chút để có một cái mục đích nhất định. Cái này mình không biết được. Rồi tiếp đi câu C. Đó là cái người làm phim ấy, người ta thay đổi rất là lớn trong cái kỹ năng của họ khi mà họ làm cái dialogue. Tức là sao? Tức là cái người A, người sẽ làm phim này, có những phim A thì người ta làm rất là thành công. Nhưng mà có những phim B thì họ là rất là thất bại. Đấy, họ là họ không có thay đổi, tức là tay nghề của họ nó chưa có ổn định chẳng hạn. Thì cái này có khá là giống với lại cái câu này ha, vary widely among films. Ở đây người ta vary là vary giữa các loại phim với nhau. Có loại phim thì nhiều dialogue và có những loại phim thì ít dialogue. Vậy thì ở đây mình sẽ xem lại là cái tay nghề này nó phụ thuộc. Thì nó tay nghề của ông này biến đổi rất nhiều. Vậy thì nó có đúng với cái ý trong bài không? Không, nó không không phải ý ở trong bài. Đấy. Và câu D đó là những cái bộ phim thành công nhất ấy thường là những cái bộ phim mà có cái đoạn hội thoại rất là chất lượng. Ở đây mình sẽ thấy là người ta ví dụ ra một phim thành công, đó là cái phim này, đó, một trong những phim thành công. Nhưng mà từ một cái ví dụ này có suy ra được là toàn bộ các phim thành công nó đều phải như thế không? Không, đó, câu này chắc chắn sai rồi. Vậy thì mình loại trừ đi thì chỉ còn mỗi một cái B thôi. Vậy thì ý là như thế nào nhỉ? Tức là sao? Mình sẽ thấy là cái đoạn hội thoại nó sẽ bị đụt đi, ngu đi một chút để có một cái mục đích nhất định. Tức là sao? Ở đây các bạn sẽ đọc lại á, đó là cái phản ứng của con người rất là ít, tức là con người gần như là không nói gì hoặc là nói rất ít trong cái bối cảnh đó là cái công nghệ nó rất là kỳ diệu và cái vũ trụ rất là đẹp. Vậy là như nào nhỉ? Tức là trước những cái đẹp và hùng vĩ thường nhất là mình sẽ gọi là speechless, không nói được điều gì. Và đấy chính là cái việc mà mình không nói gì thật ra chính là ngụ ý của cái người đạo diễn, là nó thể hiện cái cảm xúc của cái người, của con người trước những cái công nghệ và cái vẻ đẹp vũ trụ này theo một cái kiểu không lời.
Ok, vậy đó chính là nguyên nhân mà tại sao mà mình sẽ khoanh đáp án B. Tuy nhiên nếu các bạn không làm khoanh đáp án B thì các bạn không biết tại sao khoanh B thì các bạn vẫn có thể loại trừ được A, C và D. Tiếp theo mình sẽ chuyển sang khổ tiếp theo ha. Trong khổ tiếp theo thì là cái phim hài tên là như này. Thì on the other hand có nghĩa là ngược lại, thì nó sẽ ngược lại với cái trên này. Thì cái trên này là little dialogue, có nghĩa là người ta xài ít hội thoại, thì dưới này chắc là nhiều. Đấy thì cái này nó thể hiện những cái dialogue mà non-stop đúng không ạ? Không liên, kiểu như nó không hề dừng lại và với cái tốc độ gãy cổ, tức là tốc độ rất là nhanh. Và cái việc sử dụng cái đoạn hội thoại này ấy, thì không những là nó tạo ra cái chất lượng làm sao đó của cái người diễn viên, của cái nhân vật, mà có đồng thời nhấn mạnh cái gì đó trong cái phim và tạo ra cái sự hài hước. Cái người xem phim ấy thì người ta bị làm sao đó từ cái này sang cái kia này, từ đoạn hội thoại này sang đoạn hội thoại kia, và dẫn đến là không có thời gian cho họ có thể hồi lại được, phản ánh được, hồi lại được, hay ngấm được. Và cái người xem ấy, người ta bị làm sao đấy trong một cái gì đó của những cái hoạt động mà đơn giản là họ chỉ có thể manage to, là họ chỉ có thể theo được cái theo, họ chỉ có thể là cố gắng để mà, cái này là cố gắng ha, cố gắng theo được cái mạch truyện. Và cái phim này nó đã thể hiện cái gì đó rất là tinh khiết, chả biết đâu. Đấy, cái gì đó rất là tinh khiết. Phần lớn là do cái gì đó, là do cái hội thoại làm sao đó. Ok. Thường nhất là các bạn đọc này các bạn không hiểu lắm đâu, nhưng mà chúng ta cứ phải quay lại bài đã. Ok, ở đây chúng ta sẽ thấy là cái cốt truyện thì nó suffer from, có nghĩa là hứng chịu. Chứng chịu tức là nó là negative đúng không? Tức là nó xấu. Thì cái cốt truyện thì nó hứng chịu cái từ cái mong muốn của tác giả để tập trung quá nhiều vào những cái hội thoại mà gây cười. Mình có thấy không nhỉ? Không, đọc tiếp đi, không thấy, chả biết hứng chịu hay không, cứ đọc tiếp. Những cái đoạn hội thoại thì sẽ giúp cho nó là một trong những bộ phim hài thành công nhất từng được sản xuất. Cái này thì chắc chắn là loại rồi. Nãy giờ không ai nói đây là bộ phim hài thành công nhất rồi. Vậy thì chắc chắn là câu B sai luôn. Câu C đó là có một sự lệch tông, mismatch, lệch tông hoặc là không phù hợp giữa cái tốc độ của cái đoạn hội thoại và tốc độ của những cái hành động. Tức là sao? Có thể là hành động nó đi trước, hội thoại lù lù đi đằng sau, hoặc là hội thoại đi trước, hành động nó bị lệch hơn, nhanh hơn hoặc chậm hơn đó. Thì ở đây người ta có nói không nhỉ? Không luôn. Câu D đó là cái bản chất của cái hội thoại ấy, thì nó nhấn mạnh thêm những cái yếu tố quan trọng của bộ phim. Tức là ở đây ý là tốt đúng không? Vậy thì quay đi quay lại thì bây giờ mình đã loại được hai cái B và C, chỉ còn A và D thôi. Trong đó A thì là ý là xấu, đó là bộ phim này nó kiểu nó hơi thất bại một mảng đó. Tuy nhiên thì D thì nó là tốt, nó nhấn mạnh thêm những cái yếu tố chính của bộ phim. Thì mình quay lại đây, các bạn mặc dù có rất nhiều từ mình chưa biết, nhưng mình có thể suy ra được là ở đây thì nó là tích cực hay là tiêu cực không? Tức là cái việc mà người ta sử dụng đối thoại rất nhiều và rất chóng mặt như thế này thì nó khiến cho bộ phim hay hơn hay là bộ phim thất bại hơn nhỉ? Ok, chắc là thành công hơn chứ đúng không? Tại vì cái bài này đang nói về tầm quan trọng của cái âm thanh, thì nó phải đưa ra những cái ví dụ thành công về việc âm thanh nó giúp như thế nào chứ, đúng không? Và vì vậy nên là mình sẽ quay lại đây, thì cái đáp án A chắc là sai đi ha. Chỉ có đáp án là D. Đấy. Tiếp theo mình đọc sang chỗ click. Thì cái âm thanh, hiệu ứng âm thanh gì gì đó ấy, là những cái âm thanh mà được làm sao, được làm gì đấy, hoặc là được phù hợp với những cái gì mà được trình chiếu. Đấy, ok, tức là nó sẽ làm cho cái hành động và cái âm thanh nó phù hợp với nhau. Và ví dụ như là mỗi một bộ phim nó đang khắc họa một cái nhân vật đang chơi đàn piano ấy, thì cái âm thanh nó cũng phải được tạo ra tương ứng. Và cái âm thanh này ấy, thì nó cống hiến cho cái sự thực tế của cái bộ phim và khiến cho nó tạo ra một cái môi trường nhất định. Ví dụ này, một cái click của một cái cửa mở ra thì nó có thể chỉ đóng vai trò là có thể thuyết phục khán giả đó là cái hình ảnh đang được khắc họa là thật, và cái người xem á, thì người ta chỉ một cách vô thức để ý là có cái âm thanh đó thôi. Đấy. Tuy nhiên thì nếu như mà cái tiếng click này nó là của một cái cửa mở ra mà trong một cái đoạn hành động, phim hành động, ví dụ như là trộm cắp chẳng hạn, thì cái việc trộn những âm thanh với nhau ấy thì nó sẽ call attention to, là tập trung cái sự tập trung của chúng ta vào cái tiếng click với một cái cường độ tăng lên của âm thanh. Tức là sao? Trên này thì người ta chỉ có âm thanh bình thường, nhưng dưới này thì người ta cố tình làm cho âm thanh lớn lên, và nó khiến cho là engage the audience, nó khiến cho cái người đọc người ta nghiền hơn, người ta ngấm hơn vào cái khoảnh khắc của bộ phim đó. Vậy thì mình quay lại đây ha. Ok, mình sẽ thấy là
Cái tiếng click này thì người ta được sử dụng để tạo ra một cái false impression, đúng không ạ? Tạo ra cái ấn tượng sai. Ở đây có ấn tượng sai lầm về bộ phim không? Không, đúng không ạ? Người ta đang tạo ra ấn tượng nó thật chứ không phải là sai đâu. Tiếp theo nữa là nó có thể được giải thích bởi nhiều cách, bởi những cái người, những cái thành viên của người xem, tức là mình sẽ có những cái bộ phận người A thì người ta nghĩ là cái âm thanh đấy là một cái âm thanh gì đó này, bộ phận người B thì nghĩ là cái âm thanh đấy âm thanh khác, và bộ phận những người C này đó thì nghĩ là đây là những âm thanh khác, tức là cùng một cái âm thanh đấy mà có những người thì nó nghĩ là tiếng nước chảy chẳng hạn, có những người lại nghĩ là tiếng trẻ con khóc, có những người nghĩ là tiếng gió hú chẳng hạn, tức là nó sẽ được giải thích rất khác nhau bởi những người khác nhau. Cái này là bỏ, đúng không ạ? Không hề có. Câu C đó là nó được điều chỉnh đi để có thể chi phối được cái phản ứng của người xem đối với bộ phim. Điều chỉnh à? Nghe có vẻ như giống chỗ này, đúng không ạ? Cái chỗ này thì ta bảo bình thường thì nó như này thôi, nhưng mà điều chỉnh đi tức là làm tăng cái độ lớn của âm thanh và khiến cho người ta nghiền hơn cái bộ phim. Đấy. Cũng có thể đúng. Mình có đọc câu D đã ha. Đó là nó thường sẽ quan trọng hơn đối với những bộ phim mà liên quan đến tình huống thực tế. Ở đây thì mình sẽ thấy là có để ý, người ta có nói về cái tình huống thực tế, nhưng người ta có nói là nó quan trọng hơn không? Không, không hề, đúng không ạ? Vậy thì đáp án của chúng ta sẽ là C. Đấy, nó cố tình được điều chỉnh đi để có thể điều khiển cái phản ứng của chúng ta. Như vậy là chúng ta đã làm xong dạng bài multiple choice. Thì cái dạng bài multiple choice này ấy, là một dạng bài rất là thường gặp trong IELTS, đặc biệt là những cái bài 2 và bài 3. Và các bạn để ý là khi mình làm á, thì chúng ta sẽ đọc bài xong rồi cho chuyển sang đây, thì thường nhất sẽ, bạn thấy đó, thường nhất sẽ có hai cái đáp án mình thấy rất là chẳng liên quan gì, và chúng ta chỉ cần so sánh hai đáp án còn lại thôi, và mình sẽ dễ dàng tìm ra cái thông tin đúng nhất. Ok, vậy thì mình mong là cái video này sẽ hướng dẫn các bạn tự học một cách thành công hơn, và mong các bạn không còn sợ cái dạng bài multiple choice nữa, và cùng một cái thời gian mình làm multiple choice mình sẽ có hiệu quả tốt hơn. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.